Có gì đó sẽ sai bạn, cái file mình đào như không phải là cái file hệ điều hành mà cái file này giống như cái file phần mềm như ta. Ồ không không, đây là cái Cisco Configuro K9. Ồ file này phải phần mềm bạn ơi, không phải là file cái file iOS ha. Ơi file file SE rồi, điều mình đào thôi. Cũng sai lầm ở đây. Cái này là file cài đặt chứ không phải là cái file ấy, nhưng mà là mình cài đặt thử cái ra gì ha. Đúng ra các bạn, đây mình ha. Tạm dừng lại đi ha. Cần Thơ ký sự 065. Tiếp tục những chủ video về Cisco 2960. Thì trên một cái video trước của mình có để chủ đề là TFTP server các bạn. Mình đang cố gắng thử cấu hình cái con 2960 trên giao diện web nè. Thì con Cisco 2960 Catalyst này thì nó ở layer 2. Mấy con ở layer 3 như mình cũng có một con là 3560, dòng 3560 thì layer 3 thì giao diện web nó hỗ trợ các bạn. Mình đã từng làm cho nó rồi ha, các bạn coi mấy trên video mình có cái phần đó ha. Thì mình muốn làm trên con layer 2 2960. Thì mấy video này thì mình thử là mình cài đặt để mình chạy trên giao diện web. Rồi cuối video trước á, mình tính cài TFTP server để mình update cái hệ điều hành, thì cuối video mình phát hiện ra là cái phần mà mình nếu mà mình truy cập thẳng vô trong cái con Cisco thì nó sẽ con giao diện web thì nó vẫn chạy ra, nhưng mà bữa nay mình thử nghiệm lại các bạn. Này, cuối video trước các bạn là chưa coi coi lại ha. Kênh của mình thì dài dòng, mà mình nói dài dòng một chút bởi vì cái kênh mình làm gì mạng, thiết bị chống sét điện, rồi mấy cái thiết bị đủ kiểu á, từ máy máy gì đó, có là mình thích mình làm, tại vì mục đích kênh này của mình là trải nghiệm trong cái công việc của mình, thấy gì thú vị thì mình nghiên cứu. Có nghe trong quá trình nghiên cứu thì có thể là đúng có thể sai, đây quá trình mình tự học các bạn chứ không phải quá trình mình dạy mình thành người chuyên gia, mình chưa bao giờ học trường lớp cái này ra đâu. Mình có thiết bị sẵn thì mình dọc phá đi, mình tự khám phá quá trình tự học của mình. Rồi dài dòng vậy ha, trở về chủ đề chính. Đây là cái giao diện các bạn, đây là giao diện mình đã reset, mình đã reset cái con Cisco 2960. Bởi vì mình video trước của mình cấu hình nó mà mình không có đặt cái password hoặc là mình mở cái cổng console, cổng telnet, khi mà mình kết nối lại thì nó không cho bạn. Đây ha, thì sau khi reset thành công thì mình cũng đặt lại ha. Đây mình đặt nè bạn. Đây mình đặt copy ra coi ha, trong giao diện đen đen này khó nhìn quá. Để mình copy ra cho bạn xem ha. Thì không to một tí bạn. Hotname ha, mình đặt tên á, cái này cơ bản này. Đặt password thì khi các bạn mà cầm một cái con mới hoàn toàn về thì các bạn mày làm mấy bước cơ bản này ha. Giao diện web hay không thì trước khi phải làm cái này trước ha. Đây password á, Cisco mã hóa password, rồi mở like con xong là cái cổng console đó, password cổng console, cổng live VTI là cổng này là cổng Telnet ha, password ha. Rồi các bạn chú ý dùng lệnh này ha. Mình khai báo live live console, mình khai báo cái thời gian access time out 00 ha. Có nghĩa là khi các bạn mở cái giao diện này lên nè, giao diện console này nè. Bạn không có khai cái này thì một hồi nó sẽ tắt ha. Nó tắt mình làm lại ha. Thì nếu mình khai báo access time out này thì nó sẽ không tắt các bạn. Đó, vậy thôi. Rồi sau khi đã đặt mấy cái cơ bản nó gì thì mình vô mình cấu hình á, mình sẽ đặt một cái VLAN ha, mặc định của cái switch này là VLAN 1 thì mình đặt IP cho nó 1.1.2, rồi default gateway no switch bật cổng lên ha. Vậy là thôi. Từ máy tính các bạn. Thì mình đặt cái cùng lớp mạng ha, máy tính của mình là IP của mình là mình đặt tỉnh nè.
Đó, IP mình là chấm 10 hay chấm 1 chấm 10 các bạn. Rồi từ đó mình truy cập vào ha. Mình truy cập vào bằng cái đây. Thường mấy cái mà thiết bị nó hỗ trợ bằng giao diện web các bạn, khi bạn gõ vô bạn ha. Bạn gõ cái địa chỉ ha vô ha thì nó sẽ ra vô ha. Còn khi mình gõ mình ra mình làm lại bạn coi ha. Cái này hồi nãy nó báo mà hình đăng nhập mà mình lưu rồi, giờ nó lưu ha. Đây nè bạn. Đó, nó ra giao diện kìa nè, 192.168.1.2 thì đây là giao diện web ha. Nhưng mà ở đây có cái dòng này bạn, web console manage the switch through the web interface. Mình click vô đây để mà mình muốn cấu hình ở trong giao diện web thì nó lại không chịu, và nó để là 404 not found á. Cái này không biết nó lỗi cái gì hay là do cái, có thể là mình nhiều khả năng mình phải up, mình bây giờ mình sẽ làm mình up thử cái bản mới của cái bây giờ mình vô trong cái con ấy cho bạn coi lại ha. Show version ha. Đây mình show version nó bạn ha. Thì mình coi cái phiên bản hệ điều hành á. File của nó này. File bạn ha. Copy này ra ha. Nhìn trong đây khó nhìn các bạn. Đây là cái phiên bản cơ hệ điều hành của con 2960 của mình ha. C2960 lên base K9 1.2 chấm. Rồi giờ mình coi cái phiên bản mình download về thử. Trong video trước thì mình cũng đã download về mà. Đây là cái phiên bản mình download về bạn. Cái này thì năm 2014, phiên bản này là nó ta 2014 này. Không biết gì mình sẽ dùng tép TP để mình up cái này ha. Up cái này vô thay cho cái lát kia ha, thay cho hệ điều hành thì mình sẽ thực hiện bằng mà bước D tép TP. Chưa biết nó thành công hay không bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành là copy cái file iOS này ha. Copy vào cái thư mục của TFTP các bạn. Thì khi mở tên đây mình mở TFTP lên ha. Đây giao diện của SolarWinds TFTP. Rồi file configure thì mình thấy cái này nó nằm ở ở cái thư mục C TFTP root ha, thì mình copy nó vô đây thử. Cái này mình thử nghiệm cứ làm thôi ha, không biết được không. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào trong cái vào đây mình sẽ thực hiện cái up cái file nó lên trên cái cửa vào vào cái lát á. Lát điểm cái ổ cứng như vậy, vào lát của cái con Cisco này. Rồi giờ không biết thì tra trên mạng câu lệnh thôi. Rồi giờ mình ở trên mạng vào cái trang này, nó có một cái hướng dẫn cách copy tiếp TP lát, rồi gõ lệnh này vô thôi bạn, thử được không nha. Bắt không được. Rồi sau khi mình gõ cái lệnh là copy TFTP slash các bạn ha, bạn thấy ha, thì nó sẽ báo là address on name of remote host này. Thì mình sẽ gõ cái địa chỉ IP của mình vô, cái máy tính mình vô 192.168.1.10 enter suit name thì bây giờ cái file này các bạn.
copy ha, copy cái tên này ha. End.bin chấm bin ha. Enter. File đích. Dấu chấm hỏi. Enter thử nó ra gì đây. Nó đang báo ha, nó đang truy cập đó. Không biết được không các bạn. Đang gõ đúng câu lệnh là hướng dẫn ha, nhưng mà cái này không biết có mình quá trình đào có file mình đúng không nữa. Ồ, không chạy gì hết mà. Lỗi ha. Nên nó báo gì đây? Không thể mở cái TFTP 192.168.1.1.10. Rồi bây giờ sai cái gì đây? Nghiên cứu tiếp. Rồi, cái video này là video thất bại bạn. Thất bại để mà kích hoạt cái giao diện web trên cái con 2960. Lỗi cơ bản 404 mình chả hiểu lỗi gì nữa mà. Hay mình sầm sai cái bước nào đó, các bạn nào biết thì hướng dẫn mình. Còn cái phần dịch TFTP thì về cơ bản thì mấy cái lệnh này nó đơn giản ha, không có gì. Nhưng mà mình chỗ này mình lỗi, mình sai cái chỗ là mình lại cái file này không phải là cái file hệ điều hành của nó ha, mà là cái file cài đặt các bạn. Cái Cisco Config Pro K9 nè. Đây nè, mình cài vô thử các bạn. Cái này là cái ứng dụng để mà điều khiển một cái thiết bị Cisco dạng như con 2960 mà được hỗ trợ giao diện web đó. Mình bật mình chạy thì nó lại báo là đây thiếu cái root in Java root in 1.6.0 thì mình cài làm Java vô rồi thì cũng không chạy rồi được. Cộng thêm thiếu cái Ados Last Layer 10 ha. Cài vô cũng không chạy mà. Còn 2960 này thì hiện tại thì chưa bật cho diện web nữa. Còn hiện tại còn mình đang dướng cho cái lỗi này ha. Lỗi 404. 404 lỗi này biết xử lý sao ha. Chắc thời gian tiếp tục nghiên cứu mà. Con này hiện tại chưa bật được giao diện web thì chắc phải làm giống như cái cũ á, cũng phải vô trong kia gõ lệnh từ TP-Lan các kiểu. Mục đích của mình là tính sử dụng cái con này giao diện web mình TP-Lan rồi mình kết hợp với con Raytest 2925 á, để mà mình giả lập đấu một cái mạng net có access point mà cuối cùng là không bật được cái giao diện này lên thì tạm ngưng đây bạn.